Số 6, ác ngôn và ác hữu. Ác ngôn là cái lời nói dữ, cái lời nói ác, cái lời nói mà người ta đau khổ. Còn ác hữu là người, cái người bạn ác, cái người mà xúi chúng ta nói cái lời ác, cái người mà xúi chúng ta làm cái hành động ác, cái người mà xúi chúng ta nói cái lời ác hoặc là ý nghĩ ác, đó là người ác hữu, người bạn ác.